Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, thành phố Hà Nội đang khẩn trương cụ thể hóa, triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở cấp mình. Quận Long Biên là một trong những quận của thành phố Hà Nội sớm triển khai đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Những ngày này, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai 3 kế hoạch toàn khóa thực hiện 3 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ quận đến cán bộ đảng viên của phường. Nhằm cụ thể hóa các chương trình của quận ủy, xác định những nhiệm vụ trọng tâm then chốt để chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 2021 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy phường xây dựng các chương trình chương trình hành động để triển khai thực hiện và trực tiếp bí thư đảng ủy sẽ quán triệt cái chương trình hành động. Và chương trình hành động căn cứ vào thực tế của địa phương và căn cứ vào những chỉ tiêu mà nghị quyết xây dựng để triển khai thực hiện. Chúng tôi xây dựng chương trình công tác cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và đảng ủy sẽ kiểm soát việc thực hiện. Để lan tỏa tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngay sau khi thành công của đại hội, Đảng ủy phường Việt Hưng, quận Long Biên đã tổ chức các cuộc họp để phổ biến những vấn đề trọng tâm cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ đảng viên. Đảng ủy cũng đã đưa nội dung là nghiên cứu nội dung nghị quyết của đại hội để trên cơ sở đó cũng xác định được những điểm cốt lõi, rồi trên tình hình thực tiễn của địa phương. Căn cứ vào nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17, nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ tư để cụ thể hóa bằng những cái việc cụ thể trong nghị quyết hàng năm, hàng quý và xây dựng cái kế hoạch để ủy ban dân cả hệ thống chính trị vào cuộc và góp phần là nghị quyết của đại hội đảng các cấp và đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đi vào cuộc sống. Nhận diện rõ những tồn tại trong thực hiện nghị quyết đảng bộ quận lần thứ 3 với tinh thần quyết tâm đổi mới sáng tạo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ tư vào cuộc sống, Quận ủy Long Biên đã khẩn trương xây dựng quy chế chương trình làm việc của Quận ủy khóa 4, xây dựng 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa. Với 3 chương trình công tác toàn khóa thì chúng tôi có một chương trình có lẽ là rất đặc biệt, đó là tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn quận Long Biên. Vì suy cho cùng, mọi sự phát triển thì đều phải hướng tới quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người. Và việc quán triệt nghị quyết thì gắn với 3 chương trình công tác toàn khóa cấp ủy để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Và trên cơ sở nghị quyết cũng như chương trình toàn khóa quận ủy thì các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với tình hình và nhiệm vụ thực tiễn của địa phương. Quận ủy cũng yêu cầu các ban xây dựng đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận căn cứ chức năng nhiệm vụ cụ thể hóa bằng các chương trình đề án để thực hiện. Các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc quận ủy căn cứ nghị quyết đại hội, chương trình công tác của quận ủy, nghị quyết đại hội cấp mình để cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Thứ nhất là sẽ tiếp tục tổ chức ngay quán triệt sớm nghị quyết 13 của Đảng. Đây là một nội dung rất quan trọng và đồng thời gắn với cái việc xây dựng các kế hoạch triển khai 10 chương trình công tác của thành ủy. Đây là nội dung rất quan trọng, trọng tâm để nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà thành phố giao. Tôi cũng sẽ rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến đánh giá kết quả quý 1 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý 2, trong đó nó có 3 chương trình công tác của quận ủy và gắn với được các cái chỉ tiêu của 10 chương trình công tác của thành ủy. Có thể nói, để đạt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, quận Long Biên đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai nhiệm vụ. Đây là bài học rất quan trọng. Cùng với đó, các cấp ủy đảng chính quyền đã hướng về cơ sở, lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân,
để có sự điều chỉnh các chủ trương chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương đơn vị. Do vậy, việc sớm triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ quận sẽ góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, nhân dân, từ đó tạo động lực quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới việc quán triệt thực hiện triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhấn mạnh rằng sự đồng lòng thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ các cấp cùng các giải pháp cụ thể của các cấp ủy, chính quyền là những cơ sở quan trọng để Hà Nội từng bước biến quyết tâm thành hành động và hành động có hiệu quả để thành công, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.